Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ làm cái clip để quay cho các bạn, cũng như là để thảo luận với các bạn luôn về những cái chi tiết mà mình thấy nó cực kỳ rườm rà và xấu ở trên con Winner X này. Mặc dù mình rất là thích chiếc xe này nhưng mà công nhận là nó mình hơi thất vọng, cũng như là thấy nó các chi tiết này nó cực kỳ rườm rà và chả hiểu sao Honda lại làm thế. Cái đầu tiên là cái xi nhan này thì mình thấy thật sự là nó đẹp thật, nhưng mà nếu mà lắp trên Winner X thì nó không được hợp cho lắm. Có thể có nhiều anh em cũng có cùng ý kiến với mình, cùng quan điểm với mình. Công nhận nó vướng với lại nó không phù hợp lắm. Cái dàn áo ngoài này, tất cả cái quay nhựa đằng trước này nó rất là to, nhưng mà tự nhiên lại lòi ra cái xi nhan nó hơi nhỏ nhỏ và nó không cân đối cho lắm. Thì đây là chi tiết mình đầu tiên là mình cảm thấy không được ưng lắm, nhưng mà mình cũng chưa thay bởi vì cái xi nhan này đang có rất là nhiều cái công dụng, bởi vì nó nói chung là nó an toàn khi mình đi ấy. Mặc dù nhiều khi là nó cũng có thể là hơi bất tiện. Cái chi tiết thứ hai mà mình đã thay luôn khi mình mua xe về, cái này thì cũng có nhiều anh em thay và có mình đi trên đường cũng thấy có nhiều anh em để nguyên zin, đấy là cặp gương uốn. Mình chỉ thay một cái gương bên trái thôi, xin lỗi các bạn. Cái gương bên trái này mình thay và mình đã bỏ luôn cái gương bên phải và lắp con ốc titan vào nó, nhìn nó khá là gọn và cái gương này tầm nhìn của nó không kém cái gương zin tí nào luôn, và cũng không lo công an gọi lại. Cái chi tiết thứ ba mà mình đã thay đổi như các bạn nhìn thấy luôn trên này, đấy là cái mão này có người khen đẹp, có người khen xấu. Như riêng mình thì mình bỏ đi luôn. Có nhiều bạn thay cái mão khác và thấy đẹp, nhưng mà mình cũng không thấy cái mão nào phù hợp nên mình báo là mình bỏ luôn, chờ bố con ốc như thế này. Thì riêng mình thì mình thấy cái này nó gọn hơn và nhìn nó bướng bướng hơn, thì mình để như này cho nó ngầu, lộ luôn cả cái còi ra luôn chứ không còn che đi tí nào nữa, nhìn hơi kinh dị tí. Tháo cái này ra thì mình cũng thấy được luôn những lúc mình điều khiển xe ấy, mình nhìn thấy nguyên cái dàn đầu nhìn nó cũng hơi nhìn nó cũng rất là thích, phấn khích hơn. Mình nhìn cái cảm giác đấy nó khác hẳn với lúc mình lắp cái mão vào nha. Cái chi tiết thứ ba mà mình cảm thấy nó cực kỳ xấu với lại bất tiện, đấy là đây cái tay dắt này. Mình không thích cái kiểu nó để rời này lắm, không biết có bạn nào mà thấy thích cái kiểu này không, nhưng mà riêng mình cũng có nhiều bạn nói với mình không là các bạn ấy cũng không thích cái này. Mình cũng định thay nó rồi đấy, nhưng mà một vài mẫu mình xem trên mạng cũng chưa được ưng ý cho lắm. Cái kiểu này thì mình đã dính một cú rất là đau. Hôm trước là mình đã hơi khi mình vòng chân lên để ngồi lên xe ấy, chọc vào phát là tím cái chân luôn. Chắc trường hợp ấy ít người xảy ra thôi, nhưng mà nhiều lúc cũng ấy và buộc đồ cũng khó nữa. Khó buộc đồ lắm, chắc là thời gian tới mình sẽ thay. Nếu mà hay hoặc gì đấy mình sẽ chia sẻ lại cho các bạn. Thực sự là không ưng cái kiểu này cho lắm. Cái chi tiết thứ ba nó không quá ảnh hưởng nhiều đến thẩm nó cũng có đấy, nhưng nó không quá ảnh hưởng nhiều, và thực ra thì nó cũng khá là đẹp. Cái mâm này mình không được ưng cái mâm này lắm, không phải bởi vì thiết kế của nó mà bởi vì không hiểu sao tại sao Honda lại trang bị cho Winner X một cái thân hình rất là to mà lại dùng một cái cặp mâm, mà không, chỉ cái mâm đằng sau thôi. Nó thiết kế rất là đẹp nhưng mà nó lại chỉ là bản 3.0, trong khi Exciter thì nó dùng bản 3.5. Cái chi tiết này mình thật khó hiểu đối với Honda, không hiểu là rút gọn chi phí sản xuất xe hay là gì. Khi dùng mâm bản 3.0 này thì hơi tiếc, mình thật sự hơi tiếc, bởi vì dùng lốp 120 thì nó hơi bị bó vào và nó không nở hết được cái bánh ra ấy. Cái clip của ngày xưa mình dùng con Winner 150 thì mình đã thay lốp 110 và nó hợp với cái mâm này của Winner hơn là cái mâm 3.0 này, nó không hợp cho lắm. Cái chi tiết thứ tư thì cũng là quan điểm riêng của mình thôi, là cái bô này tiếng nổ rất là hay,
Có một điều một vấn đề là dạo gần đây anh em hay cãi nhau, mọi người chứ, báo cũng nói là nó phả hơi vào mặt thì mình cũng thay cái kia rồi, nhưng mà nhìn nó thẩm mỹ thì nó hơi kém, và cái bô này cũng hơi ngắn nữa, nó hơi ngắn, muốn cái bô nó dài hơn một chút, nó cân đối hơn. Đây, show cho các bạn luôn xem lại clip hôm trước mình đã quay khá là kỹ rồi, mà cái lốc máy của mình khá là đẹp, mình lắp thêm cái rè chắn bùn. Phần trong này thì cũng không có gì. Đó, cái phần này thì mình thấy nó lại cái phần này thì riêng phần đầu này thì mình thấy nó rất là đẹp, nhìn rất là hầm hố, hơi giống xe tay ga một tí nhưng mà rất là hầm hố. Nói đi thì cũng phải nói lại, Winner X bản này là bản ABS, được trang bị thêm phanh ABS là một cái công nghệ gọi là đỉnh cao trong cái tầm tiền này rồi. Trong cái tầm tiền này, có cái đợt mà nó xuống 33 triệu cho cái bản HRC này thì mình cũng tin được 33 triệu mà có trang bị phanh ABS. Nhưng mà nó cũng chỉ trang bị phanh phía trước và chưa có phanh ABS phía sau, nhưng mà theo cá nhân của mình như vậy là đủ. Có nhiều anh em còn mua bản không có ABS để mà đi, tại vì các anh em đấy nghĩ là không cần đến phanh ABS rồi, nhưng mà theo mình thì phanh ABS cực kỳ cần thiết, rất là cần thiết với những cái xe nó không phải là phân khối nhỏ nữa rồi. Thôi quay thêm một tí nữa, nói chuyện với anh em thêm tí nữa là máy móc của con này thì khỏi chê, mình không có gì để chê hết. Trong tầm 150cc thì con này hơn cả con Winner V1 cơ mà. Mặc dù chung một cái máy nhưng mà nó sử dụng ECU và cái hệ thống xả rồi thì nói chung có nhiều cái nó tinh chỉnh lại cũng ngon hơn nhiều. Trong dòng 150cc thì con này máy là ổn định nhất, có riêng cái tăng cam thì xe mình cũng chưa bị kêu. Xe chưa bị kêu tăng cam, máy móc vẫn êm ru. Nó nhìn cái xi nhan kìa, nó hơi bị lòi lòi ra ấy, có nhân nào cảm giác thế giống mình không? Lúc ngồi trên xe nhìn thấy hai cái xi nhan hai bên thì cũng có cái gì đó hay hay đấy, nhưng mà và cái chi tiết cuối cùng đấy là cái yên này không thể chấp nhận được, bởi vì nó cực kỳ cứng và nó còn cao hơn cả bản kia chứ, nó cứng vãi luôn đấy. Cái Winner V1 của mình, các bạn có thể xem lại những video mình đã quay ngày trước, mình đã thay cái yên khác rồi. Cái yên của V1 cũng cứng, mình đã thay thì giá nó chỉ khoảng 450.000, cả công thay rồi tất cả mọi thứ thì nó rất là êm và đẹp. Chắc là thời gian tới mình cũng thay, do con Winner X này nó còn cao hơn nữa nên ngồi vừa cứng vừa cao, cảm giác nó khó chịu lắm. Đặc biệt là người ngồi sau một thời gian đi là cũng thấy kêu là cứng mà nó hơi bị trông chênh quá. Nhìn thì kiểu dáng nó cũng ok đấy, nhưng mà thật sự là nó cứng, nó cứng vô cùng cứng luôn. Các chi tiết nhựa xung quanh xe thì mình thấy nó cũng bình thường, không đến mức là phải phàn nàn cho lắm. Đó là tất cả những thứ mà mình thấy nó chưa được hoàn hảo trên con Winner X này. Thời gian tới mình sẽ thay đổi mọi thứ mà mình có thể. Ok, mình cũng xin kết thúc video ở đây thôi. Nếu anh em có bất kỳ câu hỏi hay là có ý kiến gì, hãy comment xuống bên dưới để chúng ta thảo luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.